Yes. Yes. Oklahoma. Alamaz. Donna E. Alamaz. Silvana. Rogan. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Donna E. Alamaz. Alamaz. Lauren. Alamaz. Donna E. Alamaz. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Alamaz. Rogan. Alamaz. Donna E. Alamaz. Lauren. Lauren. Alamaz. Oklahoma. E. Lauren. Donna E. Lauren. Alamaz. Lauren. Alo. Và như vậy xin kính chào tất cả các khán giả đang đến với lượt thi đấu thứ ba trong ngày nay, và cũng là lượt thi đấu cuối cùng của giải đấu AOE Thiên Khôi Cup 2024 vòng sơ loại của thức Sudan Đông. Và ở trên lượt thi đấu thứ ba này thì chúng ta sẽ đến với màn hình máy của Sài Gòn Tay Chém đối đầu với game thủ What the Hell. Hai game thủ này thì tôi cũng khá là quen thuộc, nhưng mà đây là con hàng cũng thường xuyên thi đấu ở trên Ego Play Map Đồng Minh 1. Đây là màn hình máy của Sài Gòn Tay Chém trận đầu tiên để anh được cầm Yamato. Và anh chờ một chút để mình xem là bên phía bên kia là người cầm quân gì. Em chờ chút để xem bên kia là người cầm quân gì. Hiện tại thì anh Sài Gòn Tay Chém đang đánh bằng bảng HD. Bảng này thì nếu mà là game thủ chuyên nghiệp thì sẽ bị cấm. Không phải bởi vì cái bảng này nó bị lỗi không, mà là do cái bảng này nó rất khó quay phát và người xem thì sẽ rất khó xem. Nên là gần như được các game thủ chuyên nghiệp thì không ai sử dụng cái bản HD cả. Và kể cả những game thủ đánh bản HD quen như kiểu là Huy Đoàn hay là Đế, hay là một vài game thủ phủi ngày xưa đánh bản HD quen thì bây giờ cũng chuyển hết sang bản thường rồi. Như vậy đây là kèo IA và Minoan. Nha và Minoan. Ông nào nhìn quen thì sẽ được. Mình thì mình nhìn thoải mái thôi, nhưng mà sợ anh em xem nó không được ổn định ấy. Rồi chúng ta sẽ đến với trận thi đấu đầu tiên. Kéo IA Minoan này thì mình chắc là sẽ thích IA hơn rồi. Nhưng mà Minoan cũng không phải là không có cửa. Sài Gòn Tay Chém thì là một game thủ thuộc hệ cung, chuyên solo cung R. Anh này rất hay gạ các top solo cung R kèo AC trừ 1. Anh này thì ép đời khá hay, nhưng mà không biết là trận đấu này ép đời ra sao. Mà ép đời random thì nó cũng na ná ép đời AC, nhưng mà tất nhiên là vẫn sẽ có cái sự khác biệt. Và anh em nhìn bạn đây nó bé quá nên là bị che mất cái khung ở phía trên. Che mất cái khung ở phía trên và cái khung tịch gỗ cũng như cái khung bản đồ nó bị lệch luôn. Rất khó, không biết sửa kiểu gì. Em biết rồi. Ok, nhà này nhìn có ổn không? Như này. Thế phải có chữ IA Minoan chứ. Được. Ở nhà đi. Ok. Who's the man? Yes. Ok, và như vậy là mình sẽ để như này nha anh em nhé. Mình sẽ để như này để cho anh em xem cho nó dễ nhá, chứ còn nếu mà để bình thường thì vâng, cảm giác là nó sẽ hơi khó nhìn một tí đây ạ. Đấy. Yes, yes. Sẽ đọc quân cho anh em để anh em có thể biết được là quân phía kia là quân gì. Đây là kèo IA và Minoan. Bây giờ thì còn khó không nhìn được cái này cơ. Khổ thế đấy, mấy ông đánh bản HD đấy. Vâng, bây giờ tôi bắt đầu ghét bản HD dần rồi đấy. Vâng, đây là IA và Min. Dừng lở. Rồi nhìn thử gỗ nó bé tí, chả biết là bao nhiêu thử gỗ. 600 thịt, 200 gỗ. Chuẩn bị đóng nhà BM. Đây sẽ là BL. Dừng lở dành ra bài 2 quả phụ. Ui anh ra ép đời này á. Vâng, 26 dân. Phải 26 nhỉ? Khó nhìn quá. 26 dân. Rồi ép đời ngay, chết tồi. Vâng, bài 2 quả phụ đây có thể gọi là bài đẹp thôi, sao em đời sang 11 mười mấy. 7 dân vàng, không như vậy là cắt đi 1 dân, còn 6. 6 dân vàng. Đây là BS, ok, đây. Chế chiếc kẻ BS ăn vàng tương đối mắc quýnh.
Một dân đứng chơi kìa. Không để ý đâu. Một dân ngọc vàng đang đứng chơi. Thêm một em. Dâng lờ xuống góc 6 giờ nhưng chưa gặp nhà đối phương. Và ở trong các kèo đấu solo cùng đời Zidane thì anh Sài Gòn Tay Chém cũng rất hay có bài đấu đi dương A. Điểm mạnh của anh này chính là đi dương A. Còn anh này đánh cung của nhà thì tôi chỉ việc cho tay vào quần thôi. Minoan đánh thẳng cung A không? Bỏ vàng một e không có đốt ấy. Các bạn nhìn thấy rằng cái rõ ràng là với cái việc mà đánh cả HD thì những cái thao tác nhỏ của Sài Gòn Tay Chém đang thực sự là chưa được ổn lắm. Như vậy là ăn nhiều vàng, 6 dân vàng và bo như thế này thì tôi nghĩ rằng sẽ còn phải đánh chém dành cho Minoan. Sẽ là chém dành cho Minoan mà thôi. Lần sau là còn chắc hay à, chăm sóc kết hợp với E. Khá buốt. Hay là đây, trong phát chết 4 dân. Chưa lấy giò của nghệ thủ cầm 1 năm đâu. Đang muốn làm cái gì đó. Cái gì đây? Một A không? Sẽ kéo giò đối phương ra dẫn này. Chết tổ. Cà Vinh thì Sài Gòn Tay Chém mất. Đang làm con dương A ngon bằng chém thì lại tắc. Những pha xử lý nó đang chưa được ổn lắm. Không pha với E để bắt giò. Bắt được con giò không? Không bắt được con giò. Một nhà bé tìm xây vào. Tôi đã thủ cho một tôi rồi. Bây giờ thì tôi nghĩ là cần phải lên để cho bạn xem. Hay là lên rồi không được chứ. Vâng, có phương quỷ ở đây. Nhưng mà đặc sẽ cần phải có những con tê. Bắt đầu nâng cấp không bánh xe. Bị phù mất một con chém thì phải. Hình như thế. Chưa, như vậy chưa phù mất con chém nào. Xin tê nào. Nhưng mà đúng là không quay. Chỉ là một bánh xe. Đây là làm cách nào để có thể giết được cái bài thủ P của Minh Hoan. Cần dân đập à? T bắn mỏ vàng. Xong T bắn mỏ vàng chứ. Như vậy là cần dân lên phụt. Đây là một quả đối phương này. Xin T à? Xin T là hợp lý chứ nhỉ? Không xin T. Dân đang lao vào để đập. Đập và phụt ra là phải đập. Vòng 3P. Một kịch chiến nổ đây. Đánh ra đụng thì nó khác với đánh AC. Đánh AC thì các bạn đi dâng các bạn giết chết đối phương luôn. Nhưng mà đánh này không thể phải dốc. Ví dụ đối phương là con kiểu tầm Hitty hay là con chuyển gì đấy mà bạn sẽ đánh thẳng cung thì đi dâng thì có vẻ sẽ hợp lý hơn. Còn bạn chỉ có Minoan thôi. Trẻ đánh là về thủ P thủ cùng có rất nhiều lợi thế. Bây giờ sau cơn sổ và ăn gà thì thảm ai bị đè ngược trở lại dành cho người cầm mịn. Bài min ăn 2 mỏ vàng đánh 3p. Bây giờ thì nếu như bây giờ quay về chuyển quân thì lại chậm, lại yếu hơn đối phương. Đối phương tầm này sẽ công phù lên. Đối phương 3p cơ nên phù nhiều lắm. Mặc dù phù không có đầy đủ công nghệ nhưng mà dù sao thì nó vẫn là những con phù. Bài này bây giờ đánh kiểu gì đây? Cũng đang không hiểu là sẽ đánh kiểu gì tiếp. Vâng, nếu mà đánh em kiểu đập dân thì phải đập sớm. Lên đời xong rồi bánh xe luôn. Phải vác ra lên thật sớm. Không phải là sóc tầm 4-5 tuần chém rồi thì anh mới bắt đầu có chém lên. Lúc ấy thì họ nhiều phù quá rồi. Công là phải công sớm. Và các bạn thấy, các bạn để ý xem Hồng Anh đánh nhiều thì những bài đập dân Hồng Anh thường là bài đập dân rất sớm. Rồi, 6 con chém mà chúng ta. Đây là những con chém mà game thủ What the Hell đã phù được của Sài Gòn Tay Chém. Những con chém mà họ đã phù được. Oh.
Ở vòng bảng thì vòng bảng thì tất nhiên chưa kịch tính mấy rồi anh em ơi. Vòng bảng thì bao gồm nhiều anh em bán chưa, có thể gọi là trình độ chưa được khỏe lắm, nên là xem là nó cũng chưa được hấp dẫn. Vòng vòng trong ta xem nó mới hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì những con chém nó đang chảy lên, chém đi kẹp phù tầm này IA không lấy cái gì nữa cả. Trận thua có thể gọi là khá đáng tiếc khi mà IA mắc. Bài này đánh từ từ một lờ chặt giò đơn chặt gỗ chặt cụm các kiểu lên. Bằng chuyển A bởi vì là để Min Loan mà đánh được khung A thì nó khó lắm. Đấy, ví dụ là cái bài mà đối phương khung quá nhá. Vâng, cái bài nếu như mà đối phương khung quá thì hoàn toàn có thể chuyển sang bài châu chém cũng được. Vâng, IA châu chém cũng chả sợ khung A của Min Loan đâu. Thậm chí là châu chém còn để cả 4 cơ. Bây giờ thì Sài Gòn tay chém vẫn đang có tham. Bên phía kia tham tầm 40, bên này tham thì hay hai bảy. Bên kia để rất để ý những con phù thủy. Bây giờ đối phương chỉ việc thủ phù cho lên cung A. Tầm này tôi nghĩ là đánh thì sẽ lên thẳng 4. Lên thẳng 4 thì còn có tí cửa. Tầm này mà lao vào thì chỉ có nộp thôi. Tỷ số là 1-0 dành cho bắt em. Anh hai chỉ đánh cung thôi. Chứ anh đánh chém thì nhìn thảm họa lắm. Có phải là đối phương đánh thẳng cung A đâu mà anh cũng dâng 2L như thật ấy. Thực ra dâng 2L xây A thì đúng rồi, nhưng mà A phải xây sớm hơn và phải xin T sớm hơn. Xây A xong chả đi xin con T nào, cạn lời. Thậm chí bài này dâng A và dâng T có giáp thì sẽ là hợp lý hơn là đánh kiểu có con giò. Đấy, công là phải công sớm. Chúng ta đến với trận tiếp theo. Đây là Min. Min là cái gì đây? Bằng quân thì mình sẽ tắt bớt đi. Tắt đi nha anh em nhé. Tắt đi để cho anh em nhìn nó rõ hơn. Chứ để bằng quân thì nó đang hơn, nó đang kiểu nó bị hơi lệch. Min với cái gì nhỉ? Ta cùng chờ xem. Min ăn với cái gì? Ủa, thế đánh cung này. Ôi dồi ôi, gần như là mất hiệu đầu rồi. Ơ? À, cũng được, vẫn đang được. Tôi tưởng là lệch ra bên phải một tí nữa thì được, nhưng mà thôi như này cũng được, vẫn cứ là ok. Một cái bài mà Min Loan có thể được qua nếu như tìm thấy vàng gần và đồ ăn là nhiều, có thể được không ạ? À, với bài này mà đánh thẳng qua thì chả sợ bất kỳ một con gì cả. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Không thấy có vàng trong. Nếu mà vào ngoài thì hơi khó đánh thẳng cung A đấy nhá. Giá là nếu mà không vào ngoài thì hơi khó đánh thẳng, đấy, hơi khó để đánh thẳng cung A. Đồ ăn thì chưa có nhiều. Hiệu đầu thì dắt ở cái mỏ quả rồi. Có quả phụ. Một lờ nâng chặt gỗ. Nó chuyển cung A luôn. Hay là bo rộng nhỉ? Bo rộng nhìn có vẻ rộng quá. Vẫn chưa thể xử lý được đàn yêu. Không giò nữa à? Không giò nữa thì tôi nghĩ là sẽ không đủ đâu. Một hiệu, một voi, một quả là không đủ đâu. À, hai quả rồi. Là để nó bé quá. Thật sự đến bản thân mình đang tương đối là khó nhìn. Ice,
Vâng, kéo dân ra để em có quả phụ thứ hai. Bài hai quả phụ mà có một heal thì cũng đủ. Cũng đủ và đánh nhiều dân một chút. Tầm 27 dân là đẹp. 27 dân là đẹp luôn. Còn phi hiệu ở chỗ này thì dân gian kiểu gì giữa có đóng được ép không nhỉ? À, thế vậy là vẫn ổn. Cung hay là chém? Chắc là chém thôi chứ bài này cung nhỉ. Bài này mà cung thẳng thì khả năng cao là quác xích. Bên phía kia tôi vẫn chưa biết là quân gì, có anh em nào kịp nhìn bên phía kia là quân gì không? Để tôi vào tôi ngắm cả, cũng ngắm phải. Mà tôi không thấy hai xoay quân. Tôi không thấy Sài Gòn tay xém xoay quân, chứ biết bên viên kia là quân gì. À rồi, như vậy là Minoan và Summer. Summer nhé các bạn. Minoan và Summer. Cái vàng kia chứ. Cái vàng này. Nó tôi thấy vàng kia thì sẽ là đẹp hơn. Chính xác là vàng kia dễ bò hơn thì là chuẩn hơn. Đừng chặt gỗ. Kéo dân về và ra ruộng. Vẫn cộng một dân. Đánh gan đừng nhưng mà lại mang một phong cách AC. Nghĩ là con giò nên đứng thủ. Bởi vì sao? Bởi vì bên viết kia là dân Summer thì có đi con giò có công thì cũng chả trọng được gì mấy. Ví dụ là con giò mà công giáp cơ thì ok, đi khả năng là trọng được 4-5 dân của đối phương thì khiến đối phương yếu thì cũng được. Con giò ô sờ mô này không nhiều tác dụng lắm. Tự dưng bèo đối phương đánh chém sang nhà đấy, hoặc là có tê sang nhà tự dưng mất tay và yếu. Mà này chúng ta phải đánh 2L đấy. 1L. Vâng, đối phương dương Nga luôn, rất gấu. Nghĩ bài này phải đánh 2L đấy. Không dương hàng không? Tạm thời đang là 1L. Mất một vài cái ruộng ở đây. Đấy, các bạn không? Để con giỏ nhà lúc đầu thì gần như là không mất gì luôn. Cho cái em kia. Không như vậy là đang vẩy cái em này. Rồi, ăn được con T. Đối phương mới có được 2 nhà thôi. 2L dành cho Minoan. Còn mẹ lêu trồ với cả đối phương. Mẹ thêm ruộng à? Còn bị mất con giò và đối phương xin con T nằm ra phía bên trong. Còn đối phương chạy mặt bên kia. Tờn móc máy của game thủ phòng 1 năm. Phát thủ nhà của Sài Gòn tay chém thực sự là chưa được chuẩn lắm. Ở đối phương cho 2 cung R vào trong thì các bạn chỉ cần cho hai con lạc đà vào trong thôi. Lên cho nhiều. Và nhiều lạc đà có thể gọi là khá hay. À, thêm vàng. Vàng nhiều lắm đấy. Thêm một cái BG để ra thêm ruộng. Để cho nhiều lạc đà được quá. Tí họ lại lao vào trong nhà. Rất mệt mỏi.
ra dân không? Nhiều dân vàng đấy nhở. Một mảng dân vàng ở kia rồi mà vẫn cho thêm dân vàng nữa. Cẩn thận tầm này đối phương mà đào tí vàng đâm đi toác luôn. Toác xích luôn. Tôi biết ngay mà. Còn tôi đọc mẫu 5 như một cuốn sách. Em thấy không? Tôi đọc mẫu 5 như một cuốn sách luôn. Còn nhìn cái nước dưa hai lần nhiều mà nhiều dân vàng như này thì kiểu gì có tên dummy rồi, nhiều vàng quá. Và đánh kiểu này thì người ta chỉ sóc gọi là lạc đà đủ để thủ nhà thôi. Gọi là vừa đủ thôi, vừa đủ để thủ nhà. Sau đó thì phải là chuyển A luôn. Rất là bị cắm đi. Loại là không giác này mà bị cắm đi thì chỉ có gãy thôi. Cung A thì phải là thủ hết. Còn lạc đà chỉ là đơn vị quân chống lại cung R. Có quân để đi tìm nhà đối phương nhưng mà chưa tìm thấy cái gì cả. Cần giật và bắn rỉa quá đấy, heo đang là khá ngay. Giật đi vào nhà, đóng ai bên trong nhà đi. Dân xây rồi đã dân xây bây giờ cũng giờ đi kẹp với y rất khó. Và họ dâng a xong rồi vẽ ruộng ở nhà luôn đấy, đánh rất dây dây. Khả năng sẽ là 2-0 dành cho Wonder Hair hoặc là sẽ phải bỏ nhà đưa về cái đánh đổi nhà. Bỏ nhà không? Con này khá ổn. Nói chung là biết đánh. Biết thằng này thì đánh. Bỏ nhà của mình thì What the Hell đang không để ý. Vâng, chết rất nhiều dân của Samberian. Không để ý. Toàn thương binh rồi các bạn có thể thấy rằng là lạc đà không giáp mà lướt qua những con đi trọng chắc chỉ tầm 3 cái thôi là một lạc đà phải nằm xuống. Đây là một lần tiếp theo của Wonder Hair. Tức là bị Wonder chắc là thua luôn. Chạy. Chắc chắn là phải chạy. Thế đang khó hơn. Đang qua hai áo không? Bài này chủ động cơ cấu. Vâng, sóc khoảng tầm 5 tơ lạc đà hay là tầm 10 con. Sau đó chuyển A luôn thì đẹp. Phương kiểu như là lại ở vị trí chắc chắn rồi. Phương đang đi quản, đang đi quản mát. Chạy dần. Tiếp tục gặp dần. Nói chung là đánh thì vẫn đánh được. Nói chung là bay. Đánh được. Tiếp tục pha giải hệ. Bị phát hiện rồi, lại chạy. Vâng, đánh như thế quản map này thì rõ ràng là con cung R nó sẽ có lợi thế hơn con lạc đà. Quản map tốt hơn. Không có gỗ để đóng hết. Lạc đà toàn thương binh thôi. Lạc đà toàn thương binh thôi. Không chạy đâu. Quả là đối phương đang ăn. Chắc là đang đóng BG thì là chuẩn hơn. Vẫn 3-3. Đang không thể nào mà tìm một vị trí đa mặt ổn định.
và họ tách ra hai đạo, họ đi xung quanh và họ tìm thì có mặt rời chạy. Vừa đóng ghét xong bị phát hiện luôn. Vương quanh cùng rồi, quá nhiều cùng. Và chém có 1 và 2 không cho What the Hell. Con này đánh tốt đấy chứ. Mày vợ là What the Hell biết hết đấy. Được. Đầm 2 con y, 4 con y, 5 con y là bay nhà. Cảm giác anh tay chém này thì ép đời được, cấu cấu cũng được. Nhưng mà anh lại chưa biết cách để gọi là như thế nào nhỉ? Anh ấy chưa biết cách để chuyển quân sao cho nó hợp lý. Cảm thấy đủ lượng lạc đà để đỡ nhà rồi thì phải chuyển hàng ngay. Mà map này map thắng đấy. Map này map thắng. Map này một người có kinh nghiệm chinh chiến nhiều hơn một chút là có cửa thắng. Chúng ta đến với trận thứ 3. Hy vọng trận thứ 3 anh Sài Gòn Tài Chém sẽ đánh tốt hơn. Đánh lắp dân thế á? Không, cái này đánh chém. Cho son. Úi dồi, nghèo khó, cho son phô. Cho son phô. Không phải là khó bình thường đâu mà nó là siêu khó. Đấy, đấy trận này anh đi dâng đi. Đấy, trận này giống cái trận 1 đấy. Đây là trận này là phải đi dâng này. Ngày xưa thì mình cũng solo với anh Sài Gòn Tài Chém này nhiều rồi. Cũng truyền cho anh ấy một số bài. Ngày xưa anh ấy có trận cầm Egypt thua mình cầm Greg. Greg cho son nhỉ? Greg. Ông này khu như mình một cái hốc đầy áp. Ăn vàng ăn gỗ. 2P đứng bên trong. Vẫn bị mình công chết. Bằng bài châu T kẹp dân. Em với bạn đánh ạ. À, nhưng mà ngày mai tôi cũng ra sân anh em ạ, lượt 1 thì tôi cũng thắng. À, để xem đối thủ của mình ngày mai là ai cả. Xem đối thủ nào. Đối thủ của người kể chuyện. Không qua. Ở đây. Đâu không phải. Ở bên này rồi. Đối thủ của mình. Đối thủ của mình là một cao thủ mang tên là Hùng NK01. Cứng đấy. Tôi nghe tên rồi biết cứng rồi. Ngày mai mình xíu vào lúc 21 giờ lượt cuối à? Ok. Cứng như quả trứng. Hy vọng ngày mai sẽ được cầm với đại quân cung cung nhiều để biểu diễn cái bài của Vũ Minh Hùng ngày hôm nay. 30 dân cộng 1. 12 kịch. Lên đời xong thì siêu khỏe. Và cái bài cho son này thì là bài rất kín này. Đó, giá như đây là một loại quân nó cùng bóng nhà này nhưng mà là quân khác, ví dụ như kiểu là IA hoặc là Sen thì đây sẽ là một bài rất rất ổn dành cho Sài Gòn Tay Chém, nhưng mà anh chỉ cầm con chó son thôi. Và chó son đánh về lâu về dài sẽ rất khó để có cửa với cả đơn vị quân còn lại, đó chính là con Phonesian của bên bạn. Thêm một e nữa, giá hiệu này về nhà hay là về rừng? Đây là về rừng thôi là đi. Không, tôi phải là đang muốn đá về nhà. Tại sao tôi nói đá về rừng? Bởi vì chuẩn bị đủ gỗ đau hết đầu thôi. Đá về rừng thôi cũng được. Nhưng không. Và anh bảo là anh có thao tác. Đá hẳn đấy. Ép xấu nữa. Còn đau hết bên này là vừa ăn hiêu, vừa ăn gỗ đẹp luôn đấy. Cầu toàn quá. Bạn này mà hiêu gió sớm thì đá về được. Nhưng mà... vâng, chính ra như này còn muộn hơn đấy. Vâng, bởi vì là nếu đàn hiêu nó dò ra muộn, đánh hiêu anh ấy dò ra muộn. Chứ nếu mà đàn hiêu anh dò ra sớm thì đá về nhà thì là ok. Dù vậy thì đá đàn hiêu cũng rất tinh tế. Nhưng mà bị chậm dần. Chắc chắn là bị chậm dần rồi. Chậm một chút dần thôi. Mà này tôi đoán là sẽ không lên sớm lắm. Vâng, căng lắm thì sẽ thích ở trong khoảng cuối 10. Tiếp tục là có thêm voi. Mà này cho khoảng 4 giờ ăn gỗ thôi là đẹp. Câu 2 voi về nhà chính. Điều đầu thì như vẫn còn đâu đó 1-2 con gì lẻ thì phải. Cái này như là hiêu bẫy. Ơ à. Anh biết tại sao chết không ạ? Bởi vì đó tình huống chỉ nhầm. Anh ấy chỉ vào màu đá. Con dân câu voi chỉ vào màu đá. Và khi các bạn chỉ vào màu đá hay các bạn chỉ vào... các bạn chỉ vào đâu cũng thế thôi. Các bạn chỉ vào rừng, các bạn chỉ vào đá, các bạn chỉ vào quả.
thì khi dân câu voi mà con voi húc một cái thì con dân ngay lập tức sẽ quay trở lại và thi đấu với con voi đấy luôn. Đó là lý do tại sao vừa rồi con nông dân của Sài Gòn Tay chém chết. Lỗi là do chỉ dân vào đá. Thao tác khá tốt. Ủa bây giờ thì thắng kiểu gì ở cái map này? Thôi, nếu là tôi sẽ ở nhà. Đánh kiểu trâu chém hoặc chuyển cung A gì đấy. Mặc dù biết là khó rồi nhưng mà chỉ có cách đánh đi thôi. Chứ với cái bài này thì tôi không nghĩ là đi dâng sẽ thắng được. Họ là full mà. Họ có lợi thế về mặt ép đời. Một bài 11 kích liệu rằng có giết được Phonesian hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Phải 11 rồi. Vâng, đi dâng ở đây đi xuống 6 giờ. Em nói nó hơi gõ mồm tí. Nhớ đâu nhà đội bạn này 9 giờ toác. Đây là BL. Tham Lai 26 dần dành cho phổ. Lê đời ngang nhọc. Nâng công. Lực rất là ổn thôi. Bạn này có khi đánh ở nhà đánh cua bộ áo kẹp chém. Xong lên 4 có khi là hay. Có vẻ như là Sài Gòn Tay chém không tự tin về khả năng phát triển của mình mà lắm. Không tự tin lắm thì phải. Đây là BS. Tiến pha. Nâng công nghệ gì không? Làm tí chặt gỗ chặt cùng không? Lựa dò xuống 6 giờ. Ôi. À đây rồi. À rồi đánh cùng có cửa. Vâng, đánh cùng thì nguyên cửa nha. Đây là gì? Ôi. Ăn nhiều gỗ vào anh ơi. Ăn nhiều gỗ vào kiểu gì cũng phải công ca đấy. Con giò lọt vào bên trong. Mạp. Ui trời ơi, một cái hốc. Nó đúng là một cái hốc và đóng A luôn. Để chuẩn bị cho một tình huống công ca. Khá chủ động. Đối phương sẽ chưa chùi ở hốc này vội. Tí nữa đối phương chùi rồi. Để tạm thời đối phương đang ngoan ở phía bên ngoài đấy. Một lờ. Ơ, đối phương lên muộn này. Cái này sau tay chém lên đời rồi nhưng chơi đối phương lên. Nhà đối phương đúng 9 giờ luôn. Đúng góc 9 giờ. Ý đối phương thì cũng vào hốc đấy. Này hơi khó tìm dâng này. Vào rồi. Em có tin không? Chắc chắn là vào hốc rồi. Làm gì có chuyện mà đến cái tầm này đi dò đi quá mà đối phương còn để dân bên ngoài cho chém nữa. Đâu rồi? Không biết dân đối phương đâu. Ông gót đời heo ở chỗ dân khéo thật. Công ca mỏ gỗ ở cũng được. Mỏ gỗ yếu quá. Gỗ hơi yếu. Còn vẽ một cái ruộng nữa. Thịt mà này có thiếu đâu. Đây không? Phương đang ăn hoang ở góc 6 giờ. Ăn hoang hai con voi. Kín chưa? Kín chưa? Chưa kín. Đã ra từng vào đầu tiên. Thằng bài đánh có thể gọi là khá tự tin dành cho lắp vào đánh thẳng cung. Mặc dù là bài lên muộn vào đấy em sẽ có tay chen. Chưa ăn thua lắm. Điều về quản map tiếp tục là vào đấy em. Đối phương đang quán giết một giọt. Nhiều nhưng mà hiệu quả là chưa cao lắm. Đây rồi. Đơn này là đơn phải hiệu quả. Tiếp tục vào đấy hiệu quả thì sẽ có tay chen tốt. Được hai cục và bây giờ thì là ca cổng xe đã lên rồi, đối phương vẫn còn rơi đồng hàng bên ngoài nhá. Cầu nào tăng một lở nha, không kiểu là có đấy. Mặc dù cầm quân là xấu hơn nhưng mà vâng, về cái bài vỏ thì đối phương đang là có những cái bài xấu và ăn hết nguyên mỏ gỗ của vâng game thủ cầm 1 năm. Tốt, một lở ở nhà nào. Không, như vậy là không có lở nào ở nhà cả. Lực đang rất khỏe, vâng, xây được một lờ nhà là tươi luôn. Nhưng khả năng cao là phải chạy. Bây giờ là thế đi quản mát. Thế đi quản mát thì bắt buộc là sẽ phải có. Bắt buộc là sẽ phải có giò. Không có giò thì sẽ không thể tìm dân được của đối phương. Cái bóng của con ngựa giò nó sẽ rộng hơn bóng của con chém rất là nhiều. Phải có giò, đây rồi. Một cơ sở làm ăn khác đến từ game thủ cầm 1 năm. Chạy. Không có lờ nhà, không có này có hai con thì cũng chưa. Xây nhầm. Ôi, chạy. Nhanh còn kịp. Đối phương cũng đã đập BC. Con ca đâu rồi? Con ca phát hiện cũng hay thế nhở. Con ca vứt lung ta lung tung thì tự dưng lại lớn ngỡ vớ hai cục gờ của đội bạn. Thế nó mới hay. Chạy vòng vòng xong về nhà. Đó,
đóng lại cho nhà BL. Đóng một phòng giải đất luôn. Chém 4 rồi, không có mặt. Đấy, rồi, tôi đọc anh 2 như một cuốn sách. Tôi đọc anh 2 như một cuốn sách luôn. Cái gì đọc cái đấy. Đội phương vẫn có một đạo ăn thịt nhá. Mà cái này cũng như cái điểm từ chính mình thôi. Quản đi đánh kiểu đi quản map để kiểu dịch hai đơn, hai đạo dân. Một đạo thì các bạn phải ăn thịt, đúng không? Một đạo các bạn phải ăn gỗ. Thì bây giờ mới thấy gỗ thôi thì vẫn còn phải đi cho thịt. Để là 3, 4 con chén đi thôi. Và như vậy là chạy sang bên kia, vâng, rừng hở. Chạy sang bên kia. Bây giờ đang không có gỗ. Còn cảm giác đánh các bạn HD là cảm giác nó slow motion thật. Chậm. Còn trông chém được khá nhiều nhưng mà tham cân á. Vâng, tham bên kia cũng có ít đấy. Ăn hết đạo dân này, ngon. Sau đạo dân này thì tôi nghĩ là sẽ đè ngược lại cho Sài Gòn tay chém. Góc 6 giờ đấy các bạn ăn đôi voi, không biết là giờ còn ăn không. Không biết là giờ các bạn còn ăn đôi voi ở đấy không. Cần phải cố. Cần phải cố lưng được cái chém 4. Chém với nhau với cung thì cung chưa nhất thiết là phải cố. Cung có thể là sẽ còn rỉa được. Không cần có sắp 2 nhưng mà chém bắt định phải có chém 4 thì mới chém được cung rồi. Đối phương về hốc 6 giờ, các bạn có tin không? Hốc 6 giờ dành cho Phonesian. Đang kè rất nhiều kèn 6 giờ như này. Đấy. Và các bạn ăn hết voi ở 6 giờ rồi. Đáng lẽ ra sau khi chém xong từ đấy thì phải có một cái gì nhỉ? Phải có một cái một con chém để lại ở góc 6 giờ thì mới là chuẩn. L2 đang xây tiếp tục. Vâng, pha giải tốt. Đó, hay thế nhở. Còn tay chém đánh thì gà. Lên năn một quả luôn. Tầm này tôi nghĩ đội bạn không đi quân đâu. Tầm này tôi nghĩ đội bạn không đi quân. Cái gì là một cuốn sách luôn. Kiểu như anh này vừa đánh vừa nghe tôi nói. Hay sao ấy. Ăn một quả này. Có thể tôi bảo rồi. Tôi đã tăng sáng. Giờ tôi mới được quân của đối phương. Kia định đánh đấm kiểu gì? Rồi chưa thấy ở phía bên kia có những cái tên bắt dân của Sài Gòn tay chém và cũng có đi tìm nhưng mà tìm không ra. Tiếp tục là 12 giờ viện trai lên một gì nữa là kéo chém về bắt không và chém từ này chưa có chém 4 thôi vậy. Từ này dễ gãy. Không bé à? Không bé thì chạy. Tụ chém vào có chơi được ta không nhỉ? Chơi được. Còn Sài Gòn tay chém đang định ăn thua đủ với cả đối phương. Có tới 6-7 con chém ở phía khu vực nhà BA đang chém nhà BA nên là cũng chưa có lực. Chưa đủ chém cho sang phổ. Cho nó một phổ phối phủ. Lên cửa cho sọ. Chém trộm. Chém này gọi là chém trộm. Đó ăn được á. Trận này đấu này What the Hell đang đánh. Dù biết là What the Hell trận đấu này lên muộn thì đánh ra anh vẫn phải đánh. Đánh cái gì đánh phủ. Trận này What the Hell không đánh phủ. Chém là đầu New Year. Lại hơn 12 giờ ăn vào. Tích hiệu lực là chém 4 thì đêm. Được chém 4 thì mắc bình luôn. Bây giờ mới là chém 2 thôi. Vẫn là 2 lần. Đang có dọn thì khoảng mát. Bây giờ là không bị mất dân. Còn phía bên kia thì cũng mất khá nhiều rồi. Giả dụ ở phía bên kia mà có 5 mà cầm để tưởng một tí. Cũng zip ê dùng CA sủng hoặc là hít hủng thì mới gọi là đánh gọi là ok chứ còn lại phô này thì không thua lắm. Đây rồi thấy cái nhà chính mới của What the Hell với hết A của đối phương. Tầm này đánh là phải đánh điểm mù. Điểm mù đây nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ xuống 6 giờ để ta làm ăn. Rồi chạy khéo vào. Chạy không đi qua cái nhà của đối phương. Đối phương sẽ thực ra thì bảo không phát hiện ra thì cũng không phải. Đối phương sẽ khó phát hiện ra hơn.
chạy khéo khéo vào xung quanh hai con voi này. Tầm này tôi nghĩ là cũng chẳng đi qua. Đứng chém bảo kê luôn. Dân mình nhiều hơn. Dân mình nhiều hơn. Đây rồi, một tiếng đi lỗi quần của Hoàng Đại Heo. Phạm Vệ Hên, Sài Gòn cai chế. Phạm Vệ Hên, giúp đúng quá. Ba khu. Chẳng được tay cảm hay đã. Ba bốn chặt đầu và chặt đít. Luôn đỡ 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 à vâng, như vậy là vẫn tiếp tục thi đấu đỡ thôi chứ không chứ chưa đi. Cho sau mình thua. Đang hơi lác một tí. Số 6 giờ ăn cái gì ông. Không phải là đội bạn thì dựng lớn ngơ với cái hốc này. Ăn nhiều gỗ vào công ca. Ăn nhiều gỗ vào rong con ca lên. Đội bạn ấy cũng chẳng có cái vẹo gì đâu. Dân đang bị truy sát. Bên này là 230. Mình nhìn cả mắt mình nhìn cái tham 30. Các bạn cũng chẳng có cái gì đâu. Sau 7 cũng con cũng rờ thôi. Trận này tôi nghĩ đánh còn lâu đấy. Pha về quát này ạ. Đây là chuẩn bị phải nghe được. Sợ Sài Gòn tay chế mà có gỗ thì đừng hỏi tại sao. Nổ là chết luôn. Dần bắt đầu ít dần rồi. Tham 22 thôi. Thằng vẫn khoai. Dắt con cá đấy từ 9 giờ xuống 6 giờ. Quãng đường xa đấy à. Không 6 giờ. Tham lại càng đánh càng đẹp. Chém được đối phương cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà đối phương là cầm cung R. Người ta hồi dễ hơn. Lại bị cầm R. 2 lộ phải đánh phù mới là được. Đánh bốn, đánh bốn hai, tự tin đấy. Con ca này vẫn về tôi thì hỏi ví dụ con ca bắt mình không biết được. con ca này thì vâng bị bắt thì có quýt luôn không ta? Đang dắt con ca lên, chém đang đi cùng để bảo vệ không có giò để nhìn thấy bóng của đối phương. Các cơ sở làm ăn từ bên ngoài dọc đường cho ta. Vâng, còn có mấy con dân thôi. 12 giờ lại có sự hiện của đối phương. Đối phương cũng quản quanh quanh mấy cái chỗ này thôi. Có ca rồi. Càng chậm quá. Ui trời. Tham mày bao nhiêu? Tham mày 19, tham đối phương tầm 60. Tham gấp 3 lần. Như vậy là đè bao nhiêu nhỉ? 75-25 gãy. Cậu sao? Cậu biết cậu phím T không? Sài Gòn tay chém. Cậu phím T. Cậu phím T. Không biết cậu phím T. Cậu có một nhà thế này. Bật con ca này. Bật con ca này. Bật con ca này. Dắt lên. Cảm giác nó lâu không biết thế nào. Và cái hốc 6 giờ, cái hốc nhìn nó cũng bẩn bẩn thôi. Nhưng mà dù gì cũng đem lại chiến thắng dành cho What the Hell. 3-0 cho What the Hell. Chúng ta đến với trận thứ 4. Còn What the Hell đánh hay thế bạn. Bạn tiểu thiếu gia vẫn chê đánh ngu. Chắc là bạn đánh hay quá. Tôi thấy What the Hell đánh tốt mà. Bài vở biết hết đấy. Không phải là tay mơ đâu. Bài vở biết sạch sẽ luôn đấy. Biết đâm y và sóc cùng cơ cấu hóc hủng. Nói chung là tất nhiên là không phải là tốt nhưng mà cũng thuộc hàng khỏe. Sài Gòn tay chém trận đấu này cầm phô. Anh em chờ tí để tôi check tơn va xem bên kia có một gì. Xem bên kia có một gì nữa.
Phô và gì? Chưa thấy soi quật luôn. Quật đánh dài. Em có nhìn thấy quân kia là quân gì không? Không thấy soi quân ạ. Anh nghĩ anh phải soi quân để cho em nhìn quân cái chứ. Vâng, phong cách đánh rất tự tin, không thèm soi quân luôn. Ra con phô này thì cũng nói thật là cũng chả cần quan tâm với bên kia là cầm quân gì. Biết ra thì cũng cần phải soi quân để xem cách đánh nó ra sao. Ồ, bài này solo cung R thì đẹp nhỉ. Bên phía kia ví dụ lực cống tầm hít thủng mà Egypt ấy dùng bài này là solo cung R là cân đấy. Đúng sở trường luôn. Rồi, thử coi. Đây sẽ là bé S để ăn gỗ, S đồng. Nói chung là về khả năng cơ cấu thì không cần phải bàn. Bởi vì Sài Gòn tay chém anh là một tay cung. Cơ cấu cũng như đóng chiếc nhà bé S nó rất là đẹp. Phonesia thì cần 5 dân gỗ thôi. Đang làm gỗ của Phonesia tương đối là bá đạo. Vòi thứ hai. Rồi, phi con hiệu này ra phía bên ngoài. Và bắt đầu cắt dần ra để ăn đàn hiệu thứ hai cạnh nhà của mình. Đàn hiệu thứ hai mà có tay mà đá được về rừng thì đẹp. Đá được về rừng thì đẹp. Nhưng mà thôi, không đá được thì ăn tạm được. Nhà cũng nhiều gỗ mà. Nhà giàu thì đôi khi người ta cũng không cần phải tiết kiệm để làm cái gì, chỉ có nhà nghèo mới phải tiết kiệm. Ngon. Tự dưng lại vớ thêm được hai con voi thì bài này khỏe. Một con voi ăn ở đây, một con voi câu về. Mặc binh. Mặc binh luôn. Bao nhiêu dân bài này đây? Hiện tại đang là bao nhiêu? 26 à? Hình như là 26. Một con về thôi. Kéo nhiều dân ăn voi thế này thì tôi nghĩ là chỉ cần một con về thôi là được. Cẩn thận nha, nguy hiểm đấy. Thằng ơi, chết. Không chết. Cầu hỏi đào tìm thế. Và như vậy là sẽ đánh với một bài nhiều dân. Ôi gian hiêu thì thấy đôi voi, gian voi thì thấy mỏ quả. Lọc là cơ cấu như nào đây? BBB chém hay cùng bên phía kia quân gì nữa? Vẫn chưa biết bên phía kia quân gì cơ. Hit à? Rồi hit. BM và đây là BA. Có BA xây đây nhỉ? BA xây ở cái S2 chứ? Vậy BA xây đây luôn. Thôi cũng được. Kích đời 13 14 3. 26 à? Không cộng à? Đi tê luôn không? Bắt đầu xin tê. Phía bên kia không biết là hit có đánh cùng nhỉ? Lỡ ngỡ tí thấy hit thì chém lên. Và cái mấy cái bài cắt dân kiểu như này mà gặp bài hit đánh chém là cũng đau đầu phết đấy nhá. Trọng giò con giáp cho nó cũng thốn đấy. Như vậy là đánh cùng rồi. Thấy nhà BA của đối phương rồi. Nâng giáp à? Thế là phải nâng giáp đi. Bây giờ mới soi quân để xem đối phương là quân gì. Đây đang di chuyển. Cũng đây đang bắn, thì có giáp bắn tương đối thốn. 5A cơ. Bài này chắc phải 5A chứ. Ô mà. Miên vào bắn, T có giáp và đối phương cũng có T. Xin thêm con T nữa không anh ơi? Làm con T nữa không?
Vác thêm dần ra xây đi. Rồi, ăn được. Và hai dần của đối phương. Ruộng có, gỗ chắc sẽ đủ thôi. Phô mà. Con tê là đang quay rồi. Năm ai đối phương đánh bài ra ruộng kéo solo cung solo giữa phô và hit thì cảm giác phô khỏe hơn tí năm ai nhà đối phương ở trên dốc nhỉ. Đấu đấu năm cung đờ tuyển đấu đầu với cung đờ ít tuyển hơn tôi đi vòng đến một sài gòn tay chèn đi vòng để vào thẳng vị trí của đối phương đứng quân bên trong nhà được khá hay cho what the hell đấy. Em cứ chê what the hell đi, what the hell đánh ngay đây, em cứ chê. What the hell đánh khá tốt đi. Đấy rồi, vẫn là một tuần nào. Đi quần khá hay, nhưng mà what the hell đánh như kiểu map sáng, kiếp cận. Vâng, mọi đường đi quân của Sài Gòn tay chém đều bị what the hell bắt. Đứng quần như mắt sáng luôn. Hay thật. Con này đánh tốt đấy. Bên này thì cần phải ra được dân. Tăng được nhà. Lợi thế của phố là tăng được nhà. Tiếp tục vào phải đen. Đánh rất chậm phải đen. Hay. Còn hết mỏ gỗ đối phương luôn. Công một lúc vào tận hai mỏ gỗ. Mà cần phải ra dân đều hơn để đối phương tăng nhá. Kiểu này thì cái kiểu AC nó khác với cả kiểu các quân khác. AC là các bạn cứ 5 ma đều các bạn móc được dân các bạn sóc quân đều hơn, các bạn đi ốp thì là tươi. Nhưng mà cái vấn đề là các quân khác thì các bạn phải đánh ra dân. Phải đánh ra dân đi, đáng được. Hit đang đẩy lên. Không có đơn không. Phương đông chắc phải 3. Một cơn sổ thẳng của dụng chính của người gần hit đi. Cái này phía đối phương bay ruộng tiếp tục pha giải nghe. Rất khó chịu cho sản phẩm tay chém. Sắp cố nà thì cố này đã có rồi. Nhưng mà Hitty đã bay nha. Trận này đã thắng được chưa đây. Kéo quân về để đỡ. Tụ quân ở phía bên ngoài. Chạy dân làm ruộng. Chạy. Mày về đi bắn dân đối phương. Chạy hết. Đem ruộng chạy hết. Giữ tham và huy. Nhưng mà tham không to nha, bên này tham có bao nhiêu? 32 hay là 552 đây, tôi nghĩ là 32 thôi. Nó bị bắn dần ở phía bên kia thì như vậy là cũng cần. Những tuần đi quần khá hay đang khiến cho trận đấu đang trở về cân. Chưa biết thế nào mà lần. Quân ở trên dốc, đối phương lại làm lại ở dụng chính. Đấu từ này thì giảng quan được không? Cùng hit và cùng phổ. Bỏ quả cẩn thận nhá. Nãy giờ chúng ta không thấy tình huống về của what the hell. Theo về nhà chính làm rồi. À, đây tham 52 đấy các bạn. Tham 52 đấy. Một đạo dân chạy vào góc 9 giờ nhưng mà dường như là không để ý. Tham lai. Vẫn xem nhau thôi. Bên này là 46, bên kia chắc tầm 40. Bên kia chắc tầm 40. Rồi, đối phương lại quay trở về hành trình.
thế trận lại yêu lại từ đầu. Bây giờ thì làm thế nào? Kene xem đối phương đứng quân ở đâu. Vẫn bốn x bên kia cũng 40 nhưng đây người ta không tuyển hơn. Không biết là đã nâng được cái chặt vũ hai cho What the Hell chưa? Đây rồi, tôi đi lỗi. Làm một cung. Một cung thôi. Phải đã được có một cung thôi. Sát vào, sát vào. Không có dân để thực hiện pha về. Cái này đang nhiều dân hơn đấy. Tôi đoán là bên này đang nhiều dân hơn. Khá nhiều. Ăn được 2 màu quả. Màu quả thì đen cái bề bây giờ để chặn dân. Các kiểu con đá điểu này. Quả nữa bị phát hiện. Bị Dota. Dân nhiều hơn nhưng mà quân ít hơn. Bên kia không còn cái mẹo gì đâu. Bên kia của anh ta đang khá yếu. Lại về nhà chính nhá. Đối phương của về nhà chính không còn có 2 A thôi. Không làm ở nhà chính. Làm ở đâu nhỉ? Tham lai. Sài Gòn tay chém vẫn đang nhỉnh hơn. Cái chấm đen ở góc 9 giờ có giò nốt. Chấm đen khá là rộng. 3. Lại vào nhà chiến thuật cẩn thận bị váy em. Ui tên này đau đấy. Tên này là một tên đau. Không hit họ bắn đau hơn, chất hơn. Chấm đen gần 9 giờ chưa thấy đi dò. Rồi. Hình như là phát triển ở 9 giờ thấy đứng quân ở gần gần đây. Màn solo cung tốn khá nhiều thời gian của cả. Đến thời hiện tại thì vẫn chưa biết ai là người thắng, ai là người thua. Chưa biết thế nào. Thế tạm thời có thể gọi là đang cân. Chúng đen kia rồi. Nhìn họ đứng quân ở kia là biết rồi. Đen ở trong 9 giờ kìa. Chỗ đấy khả năng có một cái nhà chính. Không nhầm là có một cái nhà chính, sau đó có ruộng ở đấy luôn. Đấy, xóa hết cái chấm này đi là sẽ thấy dân và quân của bạn chắc chắn. Không có gỗ. Đây rồi, ăn một đàn hiêu. Khá là nhiều quân. Cái map này là map đồng minh anh Nguyễn Văn Tùng ấy. Map này là map đồng minh. Bốn năm cũng là một người hay đánh trên Ego Play nha. Đánh trên Ego Play nha. Nào hay đánh map đồng minh 1 thì sẽ gặp anh này nhiều. Tôi gặp suốt. Tôi xong. 1-1. Đang đứng quân trên dốc để chờ đợi một tờ đi lỗi của đối phương. 1-5 đang bè ngược lại ra. Thằng 1-5 khoảng tầm 35.
tầm 35. Đấy, thử xem chỗ này có cái gì không. Tôi nghĩ chỗ này phải có cái gì đấy. Không có à? Cái mô nào này phát triển ở đâu nhỉ? Cái mô nào phát triển ở đâu nhỉ? 3 giờ à? Ờ. Đây nhà chính rồi. Tôi nghĩ là đã không có ở nhà chính. Ơ, mô nào phát triển hay vậy? Không thấy dân đâu à, hay thật. À đây rồi. Chắc là còn bằng bằng này dân thôi. Chưa biết là ai thắng ai thua. Thế trận bây giờ không ông nào đi công ông nào nữa. Còn ăn nhiều gỗ để xong nốt bằng này thịt cái đống quân này là tươi. Đang đứng quân ở trên dốc. Tham Lai. Tham Lai lại đè xuống một chút. Xong thì ăn được 3 con dân của đối phương. Đối phương vẫn chưa làm dân lại ở nhà chính. Tôi sẽ đón ăn gỗ này ở đâu nhỉ? Đi lối quân này. Lên dốc. Rồi, trận đấu quân có thể gọi là cuối cùng ở trong trận đấu này. Bây giờ đến cùng sẽ có tay chém nào đâu hơn. Và đấy, tay chém. Rồi, cuối cùng cũng đã có chiến thắng. Thế như vậy hình như là phía kia màu lam hết dân thì phải. Hình như là hết dân và cái này nãy giờ chả lấy dân đối phương đâu. Vâng, tỷ số là 1-3. Chiến thắng đầu tiên sẽ có tay chém trong cuối đầu với What the Hell. Vâng, hai anh đánh căng quá. Và chúng ta cùng đến với trận đấu thứ 5 cuối đầu giữa What the Hell và Sài Gòn Tay Chém. Lại là phô. Ai à dạ. Vâng, tay cung toàn được cầm cung thôi. Trận trước là một trận đánh khá hay của Sài Gòn Tay Chém. Và để xem trận này phía bên kia là quân gì. Em chờ để tôi soi. Lại phô đây. Hai trận phô thông. Quân đi dãi, ui, đánh không thèm xoay quân luôn đấy. Cạm lời cái anh ấy.
Quân xoay quân không biết đối thủ quân gì. Trả lời các anh ấy. Em ai biết tiếng kia quân gì không? Min à? Mang định cầm phô hay đánh kiểu gì vậy? Không phải mang định cầm phô anh em ơi. Không phải mang định cầm phô. Random thì nó đỏ thì nó vào phô chứ mang định gì đâu. Em thấy đá là điều tốt đâu. Đây là S đầu. Nhưng mà S đầu thì lại không đẹp. Giá S đầu không đẹp lắm. Nhưng bài đang ổn. Hai quả phụ. Mắc đấy. Đánh kém trường bài đỏ. Hình như thế. S đầu xấu thế. Min phô. Quân cửa dưới cho What the hell rồi. Quân kia dưới cho Master Hand. Cái này sẽ lại là một trận nhiều dân. Bạn này là bản HD anh em ơi. Bên kia không like anh em ạ. Do là số lượng game thủ tham dự vào số loại quá là đông nên là chúng tôi sẽ chỉ mỗi cặp chỉ quay được một người thôi. Đấy là cố gắng lắm rồi đấy. Cố gắng lắm là quay được một người đấy. Chứ mà quay hai người thì khó. Chắc là đến những cái vòng sau, những cái vòng mà còn ít các game thủ thì ban tổ chức cũng sẽ cố gắng sắp xếp để có thể quay được cả hai người. Rồi, cái gờ rất đẹp. Lại là bài đẹp. Bây giờ thấy sao mà đang chiến ngoài toàn hai quả phụ đi nhỉ? Đánh gà nhưng mà được cái tương đối lộc lá. Chuẩn ra là S2 là phải ở trên kia. Đúng là tay cùng của khách. S2 là phải ở trên kia. Ăn cả vàng và ăn cả gỗ. Bài này phải là chém chuyển cung thì mới là chuẩn. Thẳng cung thì tất nhiên là tôi biết là anh vẫn có cái sự tự tin riêng của mình. Nhưng mà chém cung chuyển cung chém 1L3 nó sẽ sát thương nó cao hơn rất nhiều so với bài chạy cùng R. Nó sẽ dễ chơi hơn. Và nó sẽ khiến cho đối phương yếu đi ở thềm đầu khi mà chúng ta có con giò chọc choạch. Mà kể cả chúng ta không chọc được cái gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng về sau cũng sẽ có cái thế đó là chúng ta về sau cũng sẽ có cái thế đó là cung R kẹp chém. Thì nó sẽ đánh nhau với con cung A nó sẽ dễ dàng hơn. Và thắng cung luôn. Không có đánh lằng ngoằng chém chủng làm cái gì cả. Anh này quân có cung rồi thì mặc định đến cung rồi cũng không cộng dân kìa. Mặc bình thế mà lại không cộng dân. Đúng kia biết quanh cung A không? Nhét ba xấu. Mày thiết kế mấy ghép xấu thế nhỉ? Nâng giáp và đẩy tên. Thằng đánh cái thể đối phương sẽ đánh cung vậy. Hãy 6 dân chắc gì đánh cung. Có anh chém thì sao? Đúng không? Đẩy tên thẳng 12 giờ luôn. Ăn thêm đàn hiệu. Phải ăn thêm đàn hiệu. Cắt 2 dân về để đóng ao. Bắt đầu phi hiệu. Con T mà 12 giờ thấy nhà đối phương thơm. 26 dân thì nói chung là có thể cung mà cũng có thể chém. Và như một trận mà sẽ còn tay chém cầm Min Hoàng anh 27, 28 dân mà anh còn đánh chém bình thường. Chứ đừng nói là 26 dân. Bánh xe. Cơ cấu lực đang tương đối yếu. Khá dân đẹp. 5 ma cho sẽ còn tay chém. Đây rồi. Tề bắt đầu bắn. Cho đập thật. Tề mở Nam Ma đã xây xong. Nam Ma tơn đầu luôn. Với con Phoenician thì cái việc mà đánh Nam Ma thì theo tôi thấy là nó cũng tương đối dễ. Với Nam Ma có khi còn dễ hơn AC đánh Nam Ma. Bản HD liên quan gì toàn mắt đen. Bản HD
tên, cách nhìn của bạn, cái góc nhìn là nó rộng hơn thôi, chứ còn liên quan gì đến map đẹp đâu. Nghe nhiều lý do thế à trời. Cái bản HD nó chỉ khác cái đẳng cấp, góc nhìn của anh em là rộng hơn thôi. Và để xem bản 16 nó có ai áo chưa nè. Thằng Nam đi đâu đấy? Tay chém mất. Lại đi bắn này rồi. Chờ đối phương lên cung à. Vâng, tôi chấp lên cung à. Công mặt kia chứ. Nhưng mà là đúng bắn này, đúng đánh cung rồi, thầm cung luôn. Một mặt ai đối phương chết rồi, bây giờ đối phương đã không ai áo, nhưng đây là hai tân cùng 10 con. Bắt đầu hiểu cái này yếu. Vậy mà chưa được. Không ai áo thì ăn dân thôi. Cứ thế đánh cung lờ thôi, cung lờ đánh như nào thì đánh ra được như vậy luôn rồi. Hai tân là đi cái vòng mặt kia là xong game từ lâu rồi. Đứng bắn e xong còn bắn dân các kiểu lằng nhằng. Vâng, 2-3. Bài Mark Binh và Sài Gòn Tay Chém đánh thẳng cùng và lại có được chiến thắng. Sài Gòn Tay Chém, tên là Tay Chém nhưng mà cầm chém toàn thua. Sài Gòn Tay Chém nhưng mà đánh cung thì mới thắng, còn đánh chém thì toàn thua. Thực ra ngày xưa ở trong cái group của tôi đánh Sài Gòn Tay Chém cũng đã tham gia trong một khoảng thời gian. Và sau đó anh bị out group, lý do là bị cứ hành nhiều quá. Anh Sài Gòn Tay Chém trong group tôi được chia làm 8 điểm, còn tôi thì là 10. Trên 8 điểm sau bị tôi đấm mấy kèo. Bực quá, out group luôn. Gần đây thì anh cũng đang tập luyện khá nhiều ở cái kèo AC để củ hành tôi. Lần gần đây nhất thì tôi với anh đánh với nhau thì tôi mới thắng. Nhưng mà nói chung là thắng vất vả đấy, không phải thắng như ngày xưa đâu. Người ta có ăn, có tập, có các lại phô. Triple phô và 3 trận phô thông mặc định phô à? Vòng 3 con phô. Bên kia là cái gì? Có khi nào 5 trận phô thông thắng cả năm không? 5 trận phô thông đánh thẳng cung và thắng cả năm. Chả có nhẽ. Cái kia là con gì nhỉ? Anh em cho tôi hỏi cái. Phô sen à? À rồi. À phô sen thì không quan trọng lắm, khả năng ông này vẫn đánh thẳng cung. Thằng còn tay chém nhưng mà không biết đánh chém. Tên gọi là đánh lừa đối thủ thôi à. Tên đi đánh giải gọi là lừa đối thủ thôi, Sài Gòn Tay Chém. Mình cứ tưởng là ông này tay chém mình. Con nhỏ nhỏ tí à. Ai ngờ ông này toàn đánh cung đấy. Phô sen xem vẫn khỏe hơn chắc chắn rồi. Để xem bài này còn hai quả phụ, nãy giờ toàn hai quả phụ thôi. Con phô con baby là bài hay giàu. Phô baby săn đấy, đấy bài hay giàu lắm. Hai dân đi dò từ sớm. Dân ra đóng ép đầu, ép đầu thứ là cho tầm 4 con ăn là đẹp. Điều đầu đã thấy rồi, trên kia. Điều đầu lùa nhảy, hơi lục lục. Chắc là vẫn thẳng cung thôi. Chết một dân, bà này không mắc, không mắc, không mắc. Thậm chí đang có vẻ là hơi bình. Tham lai, 19 dân. Vào xem Sài Gòn Tay Chém xử lý đàn điêu ra sao. Đàn điêu này không dễ xử lý đâu nha. Hai bé đen thôi. Hai sư tử thì chấp nhận nhưng biết làm nào. Tất cả chỉ là lừa dối. Tất cả chỉ là lừa dối. Thêm đàn hiêu nữa thì có thể bài cũng được chứ. Bài một voi, hai hiêu, một quả. Được. Bài giờ tay tôi thì sẽ là 12-20, 27 dân. Một L và chuyển 3, cũng đà. Đối đầu với sen.
Nó tất nhiên là anh Sài Gòn Tài Trẻ sẽ ép muộn hơn rất nhiều khi mày để chết tới 2 dân ở trong trận này. Kiều Kiều đá về gần giữa rất tỉ mẩn, tỉ mẩn cẩn thận. Lắm dã man luôn đấy. 9 phút rồi chưa kích, đối đầu lại phải đối đầu với Seng nữa. Quá nhé, Nam Cường hết đấy. Đó, bên kia Seng đánh tận 27 giây. Cho nó hoành tráng. Dương A đối phương chắc chỉ đánh thẳng cung mà anh cứ đi dâng A như kiểu solo cung ấy. Hay là dừng vào dừng vào bài này cũng không có lực. Tăng dân làm gì không thì đang thiếu nhiều lắm nhỉ. Anh ngay cơ hội đấy này đòi em chấp cái gì AC với cái gì AC Kata cung chém cân chặt chẽ. Cái cơ cấu này thì ai chém được anh mà bắt chấp cái kiểu sâu biết thế nào. Kịp đợi. Rồi Dương A đã bảo rồi Sài Gòn tay chém nhưng mà chỉ biết đánh cung thôi. Ồ, bên kia đánh cái gì? Bên kia cũng đánh cung. Nếu mà không gì thay đổi bên kia lên sớm hơn khoảng tầm phút rưỡi hoặc là gần 2 phút thế bên kia ép chuẩn. Dương A nhưng vẽ ruộng ở nhà. Vẽ được 5 cái ruộng. Cứ làm sao vẽ tầm 7-8 cái. Và cũng tê đến nhà đội bạn đã lên đời xong. Còn tê lọt vào bên trong. 6 ruộng rồi. 5 ma đó. Phải là 5 ma. Hao này 2 hệ cung sao nhỉ. Đông What The Hell kia cũng toàn đánh cung. Năm A vào đây đánh góc cửa thang. 4A thua chặt. Dồi ôi bà What The Hell kìa. Bà What The Hell còn nguyên một quả. Đúng là kẻ ăn không hết bằng một lần thì chả ra. Lần này thì cung tê không có giáp. Đối phương cung tê có giáp đang đẩy lên. Quanh ruộng bị phát hiện. Chuẩn bị chạy. Hoàng nó cần có khéo khéo một tí. Các bạn biết tầm án hoàng đâu là đẹp không? 6 giờ. Đấy, gọi là điểm mù của đối phương. Đối phương biết mình đang ở trên cái khu vực đấy. Biết mình đang ở nhà có ruộng ở nhà rồi thì đối phương sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hoàng góc 6 giờ cả. Chạy. Sóc được 2 tơn. Yếu lại còn ra dẫn nữa. Còn phía bên kia cũng đi Dương A. Bắn luôn, ôi giời. Ố con tao này bắn luôn, ngon luôn. Và như vậy là Seng đi Dương A. Nhưng mà nhà bị bắn đang không để ý. Bắn Dương lại trở thành có cửa. Ok, đánh 28 giờ đi Dương A phải nghe. Chắc chắn rồi, Sài Gòn tay chém. Tay chém nhưng mà chỉ biết đánh cung. Quá hay cho tay chém. Lên đời sớm hơn nhưng bây giờ thì What The Hell lại ăn được ít dân hơn. Tiếp tục pha xe của tay chém. Nhưng mà đây thì bị phát hiện rồi. Lại bị quả rồi nha. Đơn quân này đấu được. Đấu được, thoải mái. Không, nhưng mà không đấu.
Tôn mà tôi thấy rằng đấu là có lợi mà ta. Tôn này đấu tôi nghĩ là có lợi mà. Sao lại không đấu nhỉ? Đông đông hơn mà đúng không? Tôn đấy là đông hơn khá nhiều đấy. Đây rồi. Thấy mỏ quả của đối phương. Đấy, chắc chắn rồi, Sài Gòn tay chém. Không có pha về khi mà hết gỗ. Chỉ đủ để xây khoảng 3 ghe thôi. Phía bên kia Seng đang biến bàn thắng từ bàn thắng trở thành cơ hội ạ. What the hell, đánh ở nhà thắng lâu rồi. Chả hiểu sao đi dương à. Bây giờ cho tay chém khỏe hơn đấy. Chạy. Lại chạy, ăn với chạy thôi. Đây rồi, đối phương đang làm ăn ở đây. Và cái này khá tốt của Sài Gòn tay chém để có thể tìm dân của đối phương. Đây là nhà bia của đối phương. Đối phương đang đốt nhà bia của tay chém. Cảm giác là bên phía kia đã ít dân hơn. Không được. Không được. Vâng, tham 32 vẫn đang rất cố. Thì bên kia là họ đã đốt xong nhà bia rồi. Quay ruộng này chắc là sẽ không bờ, có thể làm ăn được. Lý do đơn giản bởi vì bây giờ đối phương đang vâng, đối phương đang có nhà bia ngay cạnh chỗ này thì làm sao mà có thể vâng, làm sao mà có thể nở, làm sao mà có thể làm ruộng ở đây được. Quân đông hơn, dân thì tôi không biết là có nhiều hơn không. Không biết là dân có nhiều hơn không, nhưng mà quân thì chắc là Seng đang đông hơn rồi. Lại đưa về thế trận mà Seng chỉ còn quân. Thế trận này lại lâu lắm. Trận này lại siêu lâu luôn. Bây giờ phải chờ khi nào mà Sài Gòn tay chém diện hết dân đối phương xong rồi hồi được. Vâng, tham ai còn 25 thôi, cảm giác khó rồi, làm đẹp quá rồi. Còn tỷ số là 4-2 dành cho Wonderhem. Quay dụng ấm này phải có từ đầu cơ thì ngon, chứ bây giờ mới có thì cảm giác khó. Ô, họ có cái gì chứ 12 giờ kìa. À, đây rồi, mỏ gỗ cùng với cả hàng ăn vò 12 giờ, bảo sao khỏe thế. Bảo sao vẫn sẽ được đều quân. Oklahoma,
vẩy thì nó còn không vào. Vẩy tự dưng lại để nó vào. Và chúng ta đến với chung kết đầu tiên của Sài Gòn Tay Chém. Đây là Pamiran. Với là phía bên kia sẽ là quân gì? Bạn đối đầu với cái gì đây? Cho xem nào. Được đấy. Cơ hội vẫn còn cho Sài Gòn Tay Chém. Nhưng mà trận đấu này thì anh ấy không được cầm cung. Vâng, trận đấu này anh chỉ được cầm con Pamiran thôi. Đừng nói với tôi là Pamiran anh cũng đánh cung đờ nhé. Đừng nói với tôi Pam của anh cung đờ thì hơi bịp đấy. Cà thả. Bảng quân đây, tôi cho anh em xem nhé. Thực ra không phải là tôi không có để bảng quân, nhưng mà nếu mà tôi để bảng quân thì nó sẽ như thế này. Đấy, anh em xem nó sẽ khó nhìn hơn, bởi vì là cái bảng mà Sài Gòn Tay Chém đang sử dụng nó là bảng HD, bảng AOE HD. Nó sẽ rất khó nhìn, đấy, bây tôi sẽ cắt cái này đi, đấy, cho anh em nhìn được hết. Anh em thấy có hợp lý không? Nếu anh em cần bảng quân thì tôi sẽ lại để lại bảng quân như cũ cho anh em. Có hiệu. Cái này không đá về đâu nhỉ? Đá vì vàng xa quá. Tí ra đóng hết chay hẳn thôi. Bài hai yêu một quả bài được. Tạm được. 19 dân. Được chưa? 19 dân rồi. Ra phi đàn hiêu. Cái này hiêu to thì lực sẽ khỏe. Hiêu bé thì lực sẽ hơi yếu một tí. Hiêu to đấy. Cái này ít nhất là hiêu 6 đấy. Ít nhất sẽ là hiệu 6. Ok. Hiệu 5. Được. BB. Bài này là bài kích 9 được không? Nhiều dân xây thì chắc là trong 9 được. Mà nếu ít dân xây thì trong 10 thôi. Trong 10 rồi. Mười sớm. Phía bên kia Katarian, what the hell, điểm số đang khá cao. Còn 10-02. Hôm nào đánh vòng trong quá chưa? À, ngày mai bắt đầu đánh vòng tiếp theo. Ngày mai bắt đầu đánh vòng tiếp theo, ngày mai mình sẽ ra sân vào lúc 9 giờ tối. Anh em chú ý đón xem và ủng hộ nhé. Làm 5 cái ruộng ấm đã. Đánh với Katha thì thường là mình, nếu là mình sẽ đánh kiểu nâng chặt gỗ. Cố nâng cái chặt gỗ để chuyển cung. Bởi vì phía Katha thì giữ thủ phù rồi. Do có công. Thấy màu quả nhưng mà không chọc. Một là thủ B không? Như vậy là một A luôn. Đứng đây chờ đi, cứ nghĩ đứng đây chờ đi. Không được rồi, đi qua đối phương biết rồi. Đối phương đang kéo dần về. Lạc đà đang lên. Mất giò. Bánh xe.
Phương cũng có con giò, nhưng mà lạc đà đã tới. Lạc đà đã tới. Con giò trước, tốt. Ui, bàn này muộn lắm. Bàn này thì không cần thủ P là chuẩn rồi. Bàn này không cần thủ P là rất chuẩn. Bỏ dư ăn vàng luôn không? Cứ như bỏ dư ăn vàng luôn. Ăn hết gỗ để kích vào. Lạc đà tầm này tôi nghĩ là không có nhiều tác dụng nữa. Bỏ dân gỗ, đúng rồi, bỏ dân vàng. Còn lại một dân ăn thôi cũng được. À thứ hai. Đây là cái gì? Cái này là nhà gì? Sao lại có cái nhà gì ở đây? Ui, vãi cả lông tí. Vâng, What the Hell đóng vào BL thực sự là chất lượng. Vâng, What the Hell khung nhà đánh hay là đánh hay phải chứ. What the Hell khung nhà và What the Hell đoán rằng là Sài Gòn Tài Trẻ Em sẽ chuyển mạng đánh khung gờ. Nên là là chuẩn đấy. Ông nào cứ bảo What the Hell đánh gà, đánh xoay quân bắt tài chuẩn ngay em còn chê. Pha đóng lờ nó hơi fail thôi. Đúng rồi, cũng hơi khó nhìn rồi. Nhà rất khung cho Kata. Chuyển hỗn mã. Và như vậy What the Hell quýt luôn. Tỷ số là 4-3. Vẫn tiếp tục giữ lại, níu giữ lại hy vọng cho chính mình. Ông What the Hell đóng của BL bịp thật. Chắc là nghĩ bên này chưa kín. Nhưng ai ngờ bên này thì là siêu kín. Hình như là chưa dò hết thì phải. Nghĩ là chưa dò hết rồi. Nếu mà dò hết thì chắc không thể nào có pha đóng L như vậy được. Bịp. Nào. Chung kết nào. Chung kết thứ hai, yes. Cội bật đấy. Bây giờ chạm 1.2 thôi. Pass the word. Bật được. Yes. Sài Gòn Tài Trẻ Em tập 7 tập kích cầu 9 đầu 10. Tất nhiên là có trận này trận kia anh em. Trận này trận kia chứ trận nào cũng kích 9 10 cuối 9 đầu 10 được mà bịp. Roman và Minoan anh em nhé. Minoan bên kia là Minoan. Bây giờ Sài Gòn Tài Trẻ Em cầm chém rồi. Hôm nay tôi không nhầm mà anh chưa cầm trận quân nào mà không có cung đờ mà thắng. Chưa đấy trận nào cầm quân không cung đờ mà thắng được cả. Hoàng phải cung đờ mới thắng được cơ. Chúng ta hãy cùng xem thiếu ra sao dành cho Sài Gòn Tài Trẻ Em khi được cầm một quân không có cung đờ. Quân có cung đờ thì kiểu gì anh cũng sẽ chuyển cung rồi. Còn với con Roma này thì nó sẽ đánh kiểu gì? Nó sẽ có sự khác biệt khá lớn. Đâu Minoan mà. Minoan mạnh hơn đi Hữu Vũ. Em nhìn không nhầm đâu, lần này em nhìn được rồi. Minoan. Hay là Baby. Trước khi anh này nói mình cũng khá là tự tin với cái khả năng nhìn quân của mình, nhưng mà sau khi anh nói xong em cảm thấy phân vân. Thôi hôm này về á. À lùa về vàng thì cũng được. Lùa về vàng thì được. Còn hôm này lùa về nhà chính thì tôi phải gọi anh một chữ là sư phụ. Nếu mà về nhà chính thì đàn yêu này gọi sư phụ luôn. Hết đầu. Đủ gỗ rồi. À, phi hiệu. Đủ 4 rồi. 4 cũng được. Có đi dò thêm. À đủ rồi. Như vậy là 2 hiệu, 1 voi, 1 quải. Đủ. Và bà này có thể ép được sớm nhá. Bà này có thể ép được lên sớm đấy.
Baby à? Ờ, xin lỗi anh em. Thế tôi nhầm. Chắc là bình luận từ trưa đến bây giờ nên là nó không thể tránh được những cái sai sót để mong anh em thông cảm. Hòa mặt lắm rồi. Nó còn nhìn cái bản HD nữa. Mà trước giờ tôi đánh anh sẽ có tay chém nhiều mà tôi không nghĩ anh ấy dùng bản HD. Rồi, ép đánh vàng nói chung là cũng tạm được. Không mắc binh lắm nhưng mà tạm được. Lệch sang phải một tí nữa thì mắc binh hơn. Mà lệch sang phải một tí nữa thì ăn heal lại hơi xa. Nên ở đây thì cũng gọi là tạm được. Baby và Roman. Baby. Bạn này lên sớm được khỏe đấy. Bạn này phải làm sao nâng được cái chặt gỗ. Nâng được chặt gỗ là đẹp nhất. Cắt dân về để ăn vàng. Chỗ này là BM. Này đời được hết nhỉ. Đây là thêm một tí gỗ để BM. Rồi, ổn. Ổn áp. Thủ kích 10:30 á. Sao bài này muộn thế nhở. Bài này thì ép khá chuẩn mà. Bài này mà ép chuẩn thì chắc là 10 tròn hoặc là 10 bao nhiêu đấy thôi. Chứ sao lại sang tận 10:30 ta. Mười rưỡi thì lại không phải là sớm. Nhưng mà sớm hơn bên kia đấy. Có nâng chặt gỗ không? Bài này thì thường thì các thủ sẽ đánh chủ động nâng chặt gỗ để tí nữa chuyển sọc đơn. Chuyển trong sọc đơn để chống phù của đối phương. Thường thì là như vậy. Tham lai. Chưa có gì biến, chưa có gì biến động ở cái tham lai này cả. Cảm dân. À thằng cung à. Không thấy đọc vàng. L2. Thằng cung à. Cái ông what the hell phía kia cũng thay cung nhá. Anh em để ý ông này rất thích đánh cung. Không hề kêu ông Sài Gòn tay chém này. Hay ông nghiện đánh cung. Quả xấu thế. Vẫn chưa thấy đạo vàng. Chém đâu rồi? Chém đi đâu đây? Ui giời ơi, bốn đều không có nhiều. Sợ thì số luôn. Tầm này em còn chưa lên đời thì sống kiểu gì? Bài đấu không xấu lắm dành cho Babylon nhưng mà anh ấy dò lỗi cho Babylon. Nghe hai con bò này phải thấy được nhưng mà anh ta lại dò lỗi và bây giờ mới thấy. Thôi, bốn đẹp chung kết trong mơ đỏ thế nhở. Gặp đúng bài đối phương không lên đời. Bên này thì bài mắc binh. Chung kết trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Và anh em trọng tài cũng ở bên đứng khác về hết rồi. Còn mỗi tôi ở Thiên Khôi nhỉ. Chung kết nào. Chung kết cho xin con gì có cung R đây. Con gì có cung R như kiểu con AC chẳng hạn. AC là đẹp nhất đấy. Sở trường cầm AC mà. Yes. Ôi trời AC thật à. Ôi giời ơi sở trường. AC Kata rồi. Vâng xin con AC và loại thành đúng AC thật. Thơm lắm. Đúng sở trường nhá. Vâng thua 2-4 bật 5-4 chẳng. Thua 2-4 và bật 5-4 chẳng chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là Lâm Vĩ Quân mà Sài Gòn tay chém cầm rất nhiều. Vâng, luyện thì anh ấy chỉ luyện cung AC, solo AC thôi. Mặc dù đây không phải là kèo solo AC nhưng mà nó cũng xem của na ná.
chúng ta cũng xem mép đời cơ cấu trận thi đấu ra sao. Nhà khép góc 9 giờ. Điện viên kia chỉ còn con ca tha. Vâng, có voi. Đầu đầu cũng là khá gần cho bài AC này. Có hiêu luôn. À nhỉ. Bài đầu rất mắc. Sờ, kinh nhạc cầm con AC. Tôi đang khen anh em ạ, tôi đang định khen. Tôi đang định khen được cầm AC là lần này thế. Đang định khen thì vì lỗi con voi. Ui dồi ôi, map tịt cho Kata. Map siêu tịt cho Kata. Map không cửa thắng cho Kata. Hai quả phụ đàn hiệu, ơ cái gì? Ơi giời ơi con voi. Vâng, con voi nó thông minh, đừng hỏi tại sao luôn. Một tình huống voi bị lag. Vâng, tự dưng đang hút con voi này, đang hút con dân này, tự dưng con voi quay sang hút con dân kia. Mà hai con dân nó không liên quan gì đến nhau. Bịp thật. Vâng, gần chết. Con dân này đang đột máu, vừa phi sư tử đang đi về. Con dân này đang câu voi, voi quay đầu, quay sang phi, từ đây phi vòng ngược lại hút con dân kia. Rất may là Sài Gòn Tài Chém đủ tỉnh táo để có thể xử lý trong tình huống vừa rồi. Vâng, con này người ta gọi là con chó voi đấy. Khi mà đánh chế chúng ta sẽ biết thêm được rất nhiều loại động vật mới. Từ con chó voi, con lợn voi, con chó sư tử. Ngoài động vật mà chúng ta rất hiếm khi mà được nghe thấy ở ngoài đời. Ơ, ăn quả xa trước chứ. Ăn quả xa tí hơn kéo dân về chứ, quả này tí làm lực. Như vậy là quyết định ăn quả thần trước, ăn quả trong nhà trước. Thế đẹp thế. Bài đẹp thế đẹp. Cái gì cũng đẹp. Như xoài non vậy, nhớ rằng chỉ đẹp thôi là chưa đủ. Sẽ còn cần thêm rất nhiều thứ khác nữa. Bao nhiêu dân? Ép đời đang có vẻ là hơi lỗi. Thẳng cung chứ đúng không? Các quân kia thẳng cung mà con AC lại không thẳng cung. Chưa sai sai. Quánh thẳng cung cho họ hiểu. Đấy, ăn quả này xong này. Thôi tí kéo về khung nhà nó dễ. Dễ hơn là cái cung 1S à? Chém à? Chém vàng trong cũng được. Chém thủ phù cũng được nhá. Cũng là một bài đánh nó khá là chắc cốp. Mang đẹp quá rồi. Mắt của mắt. Mang mày tìm rồi. Tôi không nghĩ rằng là sẽ có cửa thắng để có Kata ở map này. BL. Và đây là BM. Nói chung là mấy cái tôi thấy đánh chém mấy cùng đều không có cửa thua. Còn giò kích đời 10-25. 10-25-26 dân. Mắt này nếu mà rơi vào tay của tôi sẽ cơ vào đánh cung. Vâng, thôi nghỉ nhé. Như vậy là phía bên kia thấy cái bài vâng AC Ran dò quá ít phần trăm nên là quyết định là quit luôn. Vâng, xin chúc mừng Sài Gòn Tay Chém. Vâng, để thua 5 vâng 4-2 nhưng anh đã bật thành công. Vâng.